Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, độc lập, tự do, hạnh phúc. Thủ tướng Chính phủ số 12 QĐ-TTD quyết định về việc công nhận thành phố Kon Tum là đô thị loại 2 trực thuộc tỉnh Kon Tum. Công nhận thành phố Kon Tum là đô thị loại 2 thuộc tỉnh Kon Tum. Điều 2. Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.